mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Quanh Quay Radio. Chàng ơi, cái áo khoác mới giặt giờ lại bị ướt chèm bẹp nữa rồi. Ủa giọt sương, sao em bị ướt vậy? À, chắc là bị mắc mưa hồi nãy đúng không nè? Dạ đúng rồi đó anh Đom Đóm. Thời tiết thiệt là thất thường, bực quá đi. Thời tiết ở đây vốn là vậy mà. Em phải nên chuẩn bị sẵn áo mưa, để có gặp mưa thì mặc vào chứ. Chịu khó chuẩn bị chút xíu đi là đỡ rồi. Tại em thấy trời nắng ráo nên em chủ quan. Ai dè, giờ mưa hoài chắc em bệnh luôn. Ồ, em nên cẩn thận hơn. Mình ở đây chỉ mưa vậy còn đỡ, chứ còn nhiều vùng á, mưa bão, thiên tai, người ta còn gặp nhiều rắc rối lắm đó giọt sương. Và họ phải chuẩn bị phòng ngừa rất là nhiều thứ để có thể vượt qua được cơn bão đó. Vậy á, mà cũng đúng. Nhưng mà mình cần phải chuẩn bị những gì để tránh bão với anh Đom Đóm? À, giọt sương chưa biết hả? Vậy thì anh mời em và các bạn nhỏ hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây để biết mình có thể gặp những cơn bão nào và làm cách nào để có thể được an toàn vượt qua cơn bão nha. Dạ. Nguyên bắt đầu nhìn ra cửa sổ. Cô bé thấy cơn mưa bắt đầu nặng hạt và rơi lột bột trên mái nhà. Sấm chớp thì đùng đùng, làm cho cô sợ sệt. Cô hỏi mẹ: Tại sao nó lại rơi nặng hạt như vậy hả mẹ? Mẹ nói: Bão sắp vào khu vực của chúng ta rồi đó con. Chắc là chúng ta phải xuống tầng hầm để tránh bão. Vì TV cho biết là chỉ có ở đây mới là nơi an toàn nhất cho chúng ta mà thôi. Mẹ Nguyên đưa cho cô bé một bình nước và chiếc đèn pin. Nhưng cô liền nói với mẹ: Mẹ cầm lấy cái đó đi, để con đi lấy ít đồ ăn khẩn cấp để đề phòng sự cố xảy ra. Họ vội vã đi xuống dưới tầng hầm và cố gắng ẩn nấp trong góc hầm. Và những cơn gió mạnh thì lùa vào bên trong góc xào xạc. Nguyên nói: Mẹ ơi, gió to quá. Mẹ trả lời: Gió rất to, nhưng chỉ có ở chỗ này thì chúng ta mới có thể an toàn được, con yêu. Và tại đó, hai mẹ con ngồi và ăn đồ ăn mà họ mang xuống. Mẹ đưa cho Nguyên miếng bánh. Con cảm ơn mẹ. Đây là thứ mà con rất thích ăn. Bảo đến mà có cái này ăn thì quá đổi tuyệt vời. Ừ, đúng rồi đó con. Con phải biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn muốn chúng ta phải sẵn sàng để chuẩn bị chống lại những cơn bão của cuộc đời. Chúng ta phải sẵn sàng để đối diện với mọi thứ hả mẹ? Đúng rồi con yêu. Chúng ta phải nghĩ ra những cách mà chúng ta có thể sẵn sàng cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Vậy chúng ta cũng phải tin vào Đức Chúa Giê-xu nữa phải không mẹ? Ừ, chính xác rồi con. Đấy là điều quan trọng nhất đối với đời sống của mỗi chúng ta. Con thử nghĩ xem còn điều gì mà chúng ta cần phải sẵn sàng đối diện với nghịch cảnh nào. Chúng ta phải bày tỏ đời sống chiếu sáng của Thiên Chúa phải không mẹ? Đúng rồi con yêu. Chúng ta cần phải sống đời sống phản chiếu và bày tỏ cho mọi người biết về con đường mà chính Chúa đã bước đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị đồ ăn và lương thực cho những ngày bão á mẹ. Đúng rồi con yêu. Làm quen với Chúa Giê-xu và nhận biết lời của Ngài sẽ nuôi dưỡng chúng ta trong đời sống thuộc linh. Và Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn. Mẹ ơi, hình như gió không còn thổi nữa. Bây giờ chúng ta cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ chúng ta an toàn trước cơn bão nha mẹ. Đúng rồi con yêu. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện với Thiên Chúa nha. Giờ thì em đã biết khi gặp bão thì mình cần làm gì rồi. Phải vào nơi trú ẩn an toàn, giữ trữ thức ăn, đồ dùng cần thiết và đặc biệt là phải cầu xin sự bảo vệ của Chúa. Đúng không anh Đom Đóm? Ừ, đúng rồi giọt sương. Mình phải luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để khi mà gặp bão mình sẽ không bị hoang mang, bối rối nữa. Dù là bão tự nhiên hay là những cơn bão khó khăn trong cuộc sống của mình cũng vậy đó em. Các em ơi, các em đã sẵn sàng để đối diện với những khó khăn trong đời sống hay chưa? Các em đã thực sự tin Chúa Giê-xu hay chưa? Điều đó rất là quan trọng đó nha. Chúa Giê-xu hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ luôn luôn ở cùng chúng ta và giúp đỡ chúng ta vượt qua những ngày tháng khó khăn. Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và đọc lời Chúa mỗi ngày để rồi chúng ta có thể sẵn sàng trước mọi bão tố của cuộc đời. Các em có đồng ý không nào? Và anh Đom Đóm có câu kinh thánh này để dành tặng cho các em đây. Các em hãy học thuộc lòng nha. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị,
dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16. Còn bây giờ thì sửa soạn chuẩn bị đi ngủ thôi nào các em ơi. Hãy thưa chuyện với Chúa trước khi đi ngủ các em nhé. Chúa muốn các em thưa chuyện cùng với Ngài lắm. Ừ, đúng rồi đó các em. Các em đừng quên điều đó nhé. Bây giờ thì chúc các em ngủ ngon. Jesus.